Thưa quý vị và các bạn, có một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ lớn đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Tuy nhiên, phần lớn các thế hệ trẻ em dân tộc Khmer chỉ biết nói tiếng Khmer mà không biết viết, biết đọc chữ Khmer. Để truyền dạy chữ Khmer cho các thế hệ sau, các ngôi chùa hoặc những người lớn tuổi đã tổ chức các lớp dạy chữ cho các em trong dịp hè, qua đó bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Khmer. Đây là lớp học đọc, học viết tiếng Khmer tại xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Hai tháng hè, trừ ngày 30, mùng 1 hàng tháng, thì mỗi buổi sáng luôn có các em nhỏ Khmer học đọc, học viết chữ Khmer. Lớp học này đã thành lập được hai mùa hè. Năm nay, lớp có 27 em trong độ tuổi từ 8 đến 14, do hai người cao tuổi có kinh nghiệm dạy chữ Khmer truyền dạy. Còn năm nay là năm đầu tiên trẻ em ấp Thới Trường 2 được tiếp cận cách đọc, cách viết chữ Khmer. Lớp học được lập nên là để bảo tồn chữ viết Khmer. Bởi vậy, dù sức khỏe không còn tốt, nhưng nhiều người lớn tuổi vẫn cố gắng truyền dạy chữ Khmer cho con cháu mình. Trong cộng đồng dân tộc Khmer, trong đó là 10 người chỉ có một người biết chữ Khmer, còn 9 người thì không biết. Như vậy tôi cảm thấy, bản thân tôi cảm thấy sợ chữ Khmer sau này nó bị mai một đi. Như vậy chúng tôi cũng cố gắng truyền đạt lại cho các em thế hệ sau này cho biết cái tiếng phổ thông mẹ đẻ của mình. Sau này ông bà có mất đi nữa, con cháu rồi nó nói lại chữ tiếng mẹ đẻ của mình. Ở huyện Cờ Đỏ hiện có 4 điểm dạy chữ Khmer, thì có 2 điểm là do người dân tự chung tay mở lớp. Dẫu lớp học đọc, học viết chữ Khmer chỉ mở khoảng 2 tháng hè mỗi năm, nhưng đó là cách mà thế hệ trước ở vùng đất Thới Xuân truyền dạy chữ Khmer, giữ gìn ngôn ngữ của đồng bào mình cho thế hệ sau. Còn tại tỉnh Sóc Trăng, có trên 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó gần 31% là dân tộc Khmer. Vào dịp nghỉ hè, nhiều ngôi chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng lại rộn ràng với những âm dần từ lớp dạy chữ Khmer. Cứ mỗi buổi sáng, tại ngôi chùa Tăng Du, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu lại rộn ràng với những âm thanh tập đọc chữ Khmer. Hè năm nay, chùa có khoảng 300 em học sinh theo học ở 3 khối lớp. Từ nhỏ là con rất thích học tiếng Khmer. Mặc dù nhà con xa nhưng con vẫn đạp xe đạp tới trường. Còn tại chùa Seri Kandan, trường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, lớp dạy và học chữ Khmer được tổ chức ngay giảng đường và khuôn viên nhà chùa. Có trên 400 em tham gia với 11 vị sư giảng dạy. Ngoài dạy chữ Khmer, các vị sư còn truyền đạt nét văn hóa của đồng bào yêu quê hương đất nước. Tập trung là chỉ cho các em biết chữ Khmer, tại mình là người dân tộc Khmer rồi phải viết được, rồi đọc được. Lợi ích về cách nói chuyện, cách tiếp xúc với mọi người, rồi biết về dân tộc mình nhiều hơn. Tỉnh Sóc Trăng có 94 ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, trong đó hơn 67 chùa tổ chức dạy tiếng Khmer với 197 lớp, gần 5.000 con em đồng bào trong Phung Sóc tham gia học tập. Chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã đầu tư cơ sở vật chất, giảng dạy và ban hành nghị quyết số 17 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer nhằm phát huy, giữ gìn chữ viết đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương.